Tại Hà Nội, Ngân hàng Liên Việt Postbank và Sở Văn hóa và Thể thao vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng tài trợ cho hai đội bóng chuyền nam, nữ tỉnh Ninh Bình. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, Liên Việt Postbank sẽ là nhà tài trợ độc quyền cho hai đội bóng chuyền nam và nữ Ninh Bình trong thời hạn 5 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2027. Tổng kinh phí tài trợ là 50 tỷ đồng. Với hợp đồng này, hai đội sẽ chính thức có tên mới là đội bóng chuyền nam Ninh Bình Liên Việt Postbank và đội bóng chuyền nữ Ninh Bình Liên Việt Postbank. Việc làm này góp phần quảng bá và nâng cao uy tín thương hiệu Liên Việt Postbank đến với mọi người dân trong cả nước, đồng thời nâng tầm cho bóng chuyền chuyên nghiệp tại Ninh Bình nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.